Trong vài năm trở lại đây, cùng với việc tập trung phát triển các loại cây ăn quả ôn đới thành sản phẩm hàng hóa, huyện Simacai cũng đã quan tâm phát triển cây dược liệu dựa trên những điều kiện khí hậu thổ nhưỡng đặc thù. Nhờ được hướng dẫn để thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, các loại dược liệu như đương quy, cát cánh ở xã Lùng Thần đang phát triển tốt, mang lại niềm hy vọng sẽ tạo ra đột phá về thu nhập cho người dân vùng cao. Vườn đương quy rộng hơn 5.000 m2 đang sinh trưởng và phát triển rất tốt này là của gia đình anh Sùng Xeo Phỏng ở thôn Lử Thần, xã Lùng Thần. Tuy là năm đầu tiên trồng loại cây dược liệu này, nhưng mọi công đoạn từ trồng đến chăm sóc của gia đình anh đều đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn. Chỉ khó đu kè, đu đính đu, thì đu trồng xong thì nó chỉ trời màu lên thì nó nhiều quả mới bóp phân vào đó. Bây giờ chỉ có nhiều cỏ mới bón tí phân vào nó, cái nó lá khô thì để lá đi. Còn với gia đình anh Thào Xeo Trá thì khi được hỗ trợ giống, phân bón, ni lông phủ và được hướng dẫn kỹ thuật canh tác, anh đã quyết định chuyển gần 1 hecta đất trồng ngô sang trồng cây cắt cánh và đương quy. Với diện tích dược liệu này, vợ chồng anh hy vọng sẽ có khoản thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với trước. Cái cây cắt cánh này ấy, mà trồng thì nó mất nhiều công hơn, với lại nó khó chăm sóc hơn, cỏ thì nhiều thì thường xuyên phải chăm sóc. Đây là cũng là năm đầu tiên mình trồng nên là mình cũng hy vọng là nó sẽ tốt lên để mình còn có tí để cho mình nâng đỡ gia đình. Hiện xã Lùng Thần trồng được 12 hecta đương quy, toàn bộ diện tích này được hỗ trợ từ nguồn vốn chương trình 30A. Bên cạnh đó, xã cũng đã trồng thí điểm thành công 2 hecta cây cắt cánh. Nếu mà trong năm nay mà có giá cả thị trường nó cao thì trong năm tới thì gọi là vận động các hộ trong toàn xã này trồng về cái dược liệu này nhiều hơn. Năm 2021, huyện Simacai trồng 26,6 hecta cây đương quy. Để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã tổ chức ký kết với công ty Tâm Phát Gren Lào Cai thu mua 100% sản phẩm dược liệu sau thu hoạch. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, mức sống từ cây dược liệu.